Xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Và một số các anh em có hỏi Hùng là làm thế nào để chúng ta có thể cập nhật cái intraday ở trên phần mềm AMI Broker. Thì như các anh chị đã biết thì cái phần mềm AMI Broker nó đã trở thành một cái công cụ phân tích kỹ thuật cho rất nhiều anh chị em của chúng ta. Thì trong cái phần video mà Hùng đã có hướng dẫn thì các anh chị có thể vào trong cái mục danh sách phát này. Thì chúng ta vào mục phần mềm. Khi chúng ta vào mục phần mềm thì chúng ta sẽ chú ý xem lại ba cái hướng dẫn rất là cơ bản cho các anh chị em của chúng ta. Đó là cái thứ nhất, đó là cập nhật dữ liệu AMI Broker, tức là cái này là cập nhật intraday bằng phần mềm Data Pro. Cái hướng dẫn thứ hai đó là một số các cái hướng dẫn về cài báo một số các chỉ báo kỹ thuật trên phần mềm AMI. Và cái phần thứ ba đó là cái video số 3, đó là Hùng có giới thiệu cho các anh chị một cái cách để chúng ta chuyển cái nền đen sang nền trắng. Thì như các anh chị em cũng biết là khi mà chúng ta cài AMI lên á, thì cái giao diện của thằng này nó là màu đen thì màu đen, thì các anh chị có thể chuyển sang trắng thì chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta nhìn hơn trong cái quá trình mà chúng ta thao tác để chúng ta quan sát cổ phiếu. Đó thì sau khi chúng ta xem được cái phần đó thì chúng ta đã hiểu cái cách để chúng ta có thể cập nhật cái dữ liệu AMI Broker. Và hiện tại thì Hùng Lê đang dùng cái phần mềm Data Pro của công ty chứng khoán số. Thì cái dữ liệu của công ty này thì Hùng đã dùng rất là lâu rồi. Hùng cảm thấy rằng là cái dữ liệu trong cái quá trình mà chúng ta phân tích thì nó rất là ok, đường truyền dữ liệu nhanh và nó ít bị lỗi. Và chúng ta sẽ dùng cái gói cao nhất, đó là gói 1 năm, đó là gói Gold, và dùng cho dữ liệu intraday và end of day. Thì cái gói này hiện tại là nhà cung cấp đang bán trên thị trường là 800.000 cho 1 năm. Thì nếu như mà các anh chị em có nhu cầu sử dụng thì các anh chị có thể liên hệ qua team của Hùng Lê ở kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thì trở thành một cái ưu đãi ở bên chứng khoán số, có hợp tác bên chứng khoán số, thì tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ được chiết khấu xuống còn 700.000 trên 1 năm. Và hiện tại một số các anh chị em cũng đang sử dụng. Thì sau khi mà chúng ta đăng nhập vào cái trang chứng khoán số.com thì chúng ta bấm vào đây này, Get Data Pro, và chúng ta sẽ tải cái phần mềm này. Phần mềm này được dùng thử, hình như là được dùng thử trong vòng 7 ngày, thì chúng ta có thể tải về để chúng ta dùng thử, để chúng ta kiểm tra cái tốc độ update giá lên phần mềm AMI. Và Hùng Lê cảm thấy dùng rất là ok. Thì và kết hợp với cái việc là chúng ta phải xem những cái video này để chúng ta hiểu được cái cách mà chúng ta cập nhật được dữ liệu end of day đó. Và khi dữ liệu end of day được cập nhật lên nó thì chúng ta sẽ ví dụ như vậy đó, thì chúng ta sẽ có thể đánh hết được tất cả các cái mã cổ phiếu ở đây. Và trên cái phần mềm này thì chúng ta chỉ xem được dữ liệu ngày thôi, chứ chúng ta không thể chuyển dữ liệu day ở trên này được. Chính vậy nên là chúng ta đánh phái sinh thì chúng ta lại cần phải sử dụng dữ liệu intraday, tức là biểu đồ M5, M15 đó. Vậy thì hôm nay thì cũng sẽ hướng dẫn các anh chị một số các thao tác rất là đơn giản thôi, rất là dễ thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái thư mục cài đặt của phần mềm AMI Broker. Thì thông thường là ở đây nó có cái program X86, thì thường là AMI sẽ cài ở đây. Và chúng ta thao tác, chúng ta copy toàn bộ cái thư mục gốc cài đặt này, và chúng ta sẽ dán sang một cái thư mục thứ hai. Đó, chúng ta chờ nó copy. Rồi, sau khi nó copy sang cái thư mục thứ hai này thì các anh chị sẽ đổi lại đây là thành intraday. Đó. Ví dụ. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ gửi cái icon này sang laptop của chúng ta. Đó thì ở đây nó sẽ tạo thành một cái shortcut ở đây, thì chúng ta sẽ sửa lại là intraday. Các anh chị. Rồi, và sau đó thì chúng ta vào đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành setup cái dữ liệu intraday cho cái thao tác này. Thì chúng ta vào File New và chúng ta chọn Database. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là intraday.
Chúng ta tạo một cái thư mục để chúng ta load cái dữ liệu M5 về đây và chúng ta tiếp tục bấm vào create. Sau khi bấm vào xong thì cái dữ liệu đây thì chúng ta các cái setup này thì chúng ta chọn disable và cái dữ liệu này thì các anh chị có thể chọn đây 10.000 cũng được hoặc 1.000 cũng được, bởi vì cái dữ liệu in ra đây thì chúng ta cũng không cần quá là nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn ở đây các anh chị này, nó có M5 giây nhưng mà chúng ta sẽ chọn cái thấp nhất của nó là M5. Và ở đây nó thành 104 ngày, chúng ta có thể chọn lên 4 năm 40 năm. Đó, đã chọn 40 năm được. Rồi, sau khi chúng ta chọn như thế này, biểu đồ M5 thì nó sẽ ra khoảng tầm dữ liệu 40 năm, nó cũng tương đối là dài. Các cái đây thì chúng ta sẽ chỉnh về 9:00 các anh chị nhé. Đó, ở mục này chúng ta chỉnh về 9:00. Xong đó thì chúng ta sẽ bấm vào Configure ở đây để chúng ta lấy cái dữ liệu. Thì bây giờ chúng ta ở đây chúng ta sẽ chọn sang dữ liệu intraday. Thì cái dữ liệu này thì các anh chị phải xem cái phần mà cài đặt dữ liệu end of day đã, rồi chúng ta mới thao tác được sang intraday. Và sau đó chúng ta bấm vào danh sách mã và sau đó thì chúng ta bấm vào OK. Đó thì bây giờ các anh chị có thể nhìn thấy đây, chúng ta sẽ đánh lại Vietcombank. Đó thì bây giờ chúng ta có thể ở đây chúng ta đã hiện ra biểu đồ M5 này và các anh chị có thể chọn ở đây, ví dụ biểu đồ giờ này, biểu đồ ngày này. Đó, biểu đồ ngày thì nó lại quay lại cái dữ liệu end of day cho chúng ta đúng không ạ? Đó, còn ví dụ như là chúng ta sẽ chọn biểu đồ M5, đó thì chúng ta sẽ có được cái biểu đồ M5 của Vietcombank. Đó, cái quá trình giao dịch của Vietcombank. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là biểu đồ M5, nó rất là đó. Rồi, sau đó thì chúng ta có thể đánh cái mã VN30 chẳng hạn. Chúng ta cần xem, xin lỗi cả nhà. VN30. Đó, chúng ta cần xem cái biểu đồ M5 của VN30, ví dụ như thế này, hoặc là chúng ta sẽ xem VN30 F1M F 1M. Đây là biểu đồ phái sinh của quý. Của tháng đó thì chúng ta cũng sẽ vô hình dung là chúng ta cũng sẽ được cập nhật cái dữ liệu này. Và sau đó thì các anh chị có thể thêm một cái thao tác nữa để cho Ami họ nhớ cái biểu đồ này, set save as default. Đó, xong đó thì chúng ta sẽ tắt đi. Thì Ami nó sẽ tự động lưu lại tất cả những cái dữ liệu của mình. Như vậy thì chúng ta muốn xem dữ liệu end of day đúng không ạ? Đó, ví dụ là Vietcombank. Đó thì chúng ta sẽ bật cái dữ liệu end of day của Amira, còn nếu như chúng ta muốn xem đồng thời phái sinh đúng không ạ? VN30F1M. Đó thì chúng ta sẽ xem ở bên này, như vậy chúng ta xem có thể xem song trùng được, song song hai cái dữ liệu đồng thời. Và Hùng nhắc lại các anh chị một lần nữa, đó là chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm Data Pro của chứng khoán số. Hiện tại là tốc độ download của bên này rất là ok, vòng dùng thì rất là ổn định, giá ở trên thị trường là 800.000. Và đối với những anh chị em là cộng đồng của nhà đầu tư chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì các anh chị có thể liên hệ qua Hồng Lê, thì nó sẽ được chiết khấu xuống còn 700.000 trên một năm. Đấy. Ok, bản tin xin lỗi cả nhà, video này ngắn gọn như vậy thôi để hướng dẫn các anh chị cài đặt và cập nhật cái dữ liệu intraday trên phần mềm Ami Broker và sử dụng cái đơn vị cung cấp phần mềm đó là chứng khoán số. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong các cái video hướng dẫn tiếp theo.